Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại góc bếp nhà mình ngày hôm nay. Hôm nay bếp vợ Đậu sẽ làm nuôi xào bò. Đây là một món ăn ngon, đơn giản, dễ làm. Các bạn có thể sử dụng để ăn sáng, ăn trưa hay ăn tối cũng đều rất là thích hợp. Và nếu các bạn cũng đang phân vân không biết ăn gì thì hãy cùng mình vào bếp và làm món nuôi xào bò này nhé. Về phần nguyên liệu để làm món nuôi xào bò ngày hôm nay cũng rất là đơn giản. Các bạn cần chuẩn bị đuôi ống, thịt bò, cà rốt, cải ngọt, hành tây và một vài tép tỏi. Đầu tiên thì mình sẽ đi sơ chế cái phần thịt bò trước. Thịt bò sau khi rửa sạch thì mình sẽ cắt lát mỏng vừa ăn. Khi cắt thì các bạn lưu ý mình sẽ cắt theo thớ ngang ha, để khi xào cái phần thịt bò của mình nó không có bị dai. Với món nuôi xào bò này không nhất thiết mình phải sử dụng bò mềm đâu các bạn. Các bạn có thể thay thế bằng bắp bò hoặc là ba chỉ bò cũng đều rất là ngon ha. Sau khi thái thịt bò xong thì mình cũng sẽ băm nhỏ cái phần tỏi luôn nha các bạn. Tiếp đến thì mình sẽ tiến hành ướp thịt bò. Mình cho hết cái phần thịt bò vào trong một cái tô cùng với lại một nửa cái phần tỏi vừa mới băm nhỏ. Và mình sẽ ướp vào đây một ít hạt nêm, nước tương và dầu hào. Sau đó mình trộn đều lên và mình để thịt bò thấm gia vị tầm khoảng 20 phút. Trong thời gian đợi thịt bò thấm gia vị thì mình sẽ chuẩn bị những nguyên liệu còn lại. Về phần cải ngọt mình sẽ cắt khúc ngắn. Các loại rau củ này thì các bạn có thể tăng giảm hoặc là thêm bớt một số loại rau củ khác tùy theo cái sở thích của gia đình mình. Hôm nay thì mình xào tầm khoảng 3 đĩa nuôi thôi, nên là mình sẽ sử dụng tầm khoảng 200g thịt bò, một nắm cải ngọt, nửa củ hành tây và một củ cà rốt nhỏ. Còn về phần hành tây thì mình sẽ cắt nhỏ, sau đó mình tách rời từng miếng ra như thế này. Cà rốt thì mình sẽ bào sợi mỏng. Lúc này thì mình cũng sẽ chuẩn bị luôn cái phần sốt xào. Và cái sốt xào của mình bao gồm có nửa muỗng đường, 2 muỗng nước tương, nửa muỗng dầu hào, nửa muỗng tương ớt và nửa muỗng tương cà. Sốt xào này vị rất là ngon nên là các bạn cũng có thể áp dụng cái phần sốt xào này để làm các món xào khác cũng rất là hợp. Tiếp đến thì mình sẽ luộc nuôi. Mình luộc nuôi từ nước lạnh luôn nha các bạn. Và cái thời gian luộc nuôi của mình là 15 phút tính từ lúc bắt đầu cho nuôi vào đến khi luộc xong. Các bạn để ý mình canh luộc nuôi vừa chín tới thôi ha, để lát nữa mình xào nuôi của mình nó không có bị quá mềm. Sau khi luộc nuôi được tầm khoảng 15 phút thì mình sẽ tắt bếp, mình đổ nuôi ra một cái rổ để cho nuôi ráo nước. Các bạn có thể xả nuôi qua một lần nước lạnh hoặc là mình cũng có thể trộn một muỗng dầu ăn vào trong nuôi như thế này để cho nuôi của mình không có bị dính vào nhau. Tất cả các nguyên liệu đã được chuẩn bị xong hết rồi, bây giờ mình tiến hành xào. Mình sẽ phi thơm cái phần tỏi băm còn lại. Tiếp đến thì mình sẽ cho thịt bò vào, mình xào với lửa lớn và mình xào thật là nhanh nha các bạn. Mình xào tầm khoảng 2 phút thôi, đến khi nào mà những cái miếng thịt bò của mình không còn đỏ nữa mà nó chuyển sang cái màu hơi tái là được. Thịt bò của mình xào như vậy là được rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ tắt bếp và mình vớt cái phần thịt bò này ra. Và mình sẽ sử dụng luôn cái chảo xào thịt bò này để xào rau luôn nha các bạn. Mình không cần phải cho thêm dầu đâu ha. Lúc này nếu mà chảo xào của mình khô quá thì mình có thể cho thêm một tí xíu nước. Ở cái bước xào này mình cứ ưu tiên rau nào khó chín thì mình cho vô trước, còn rau nào dễ chín thì mình cho vào sau. Cà rốt lúc nãy mình bào khá là mỏng nên là mình cho vào xào cùng với lại cải ngọt luôn. Tiếp đến thì mình sẽ cho hành tây vào. Ở cái bước xào này mình làm rất là nhanh luôn nha các bạn. Từ cái lúc bắt đầu xào cho đến lúc xong thì mình mất chỉ tầm khoảng 5 phút thôi. Tại vì nuôi của mình thì đã chín sẵn rồi, còn thịt bò và rau thì cực kỳ là dễ chín.
Sau khi rau đã được xào chín rồi thì mình sẽ cho thịt bò nuôi và cái chén nước sốt lúc nãy mình đã chuẩn bị vào. Mình đảo đều thêm tầm khoảng 1 phút nữa thôi là mình tắt bếp. Với món nuôi xào bò này thì mình chỉ mất thời gian ở bước đầu sơ chế các nguyên liệu thôi, chứ từ cái lúc xào đến lúc xong thì cực kỳ là nhanh, nên là rất là thích hợp cho mình làm những cái bữa sáng ăn ở nhà nha các bạn. Buổi tối thì mình cứ chuẩn bị hết tất cả các nguyên liệu mình cho vào trong ngăn mát tủ lạnh ha. Sáng hôm sau ngủ dậy thì mình chỉ cần bật bếp lên, mình mất vài phút xào nữa thôi là mình đã có ngay một bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng để chiêu đãi cả gia đình mình rồi. Rất là ngon và tiện lợi luôn. Khi cho ra đĩa thì mình sẽ trang trí lên một vài cọng ngò và rắc thêm một tí tiêu nữa nha các bạn. Như vậy là mình đã hoàn thành xong món nuôi xào bò ngày hôm nay rồi, cực kỳ ngon và hấp dẫn. Các bạn hãy tham khảo món nuôi xào bò này và làm để gia đình của mình cùng thưởng thức nha. Video của mình đến đây cũng đã hết rồi. Cảm ơn các bạn thật nhiều đã xem hết video. Chúc các bạn có những bữa ăn thật là ngon miệng. Khi xem video, nếu các bạn thấy hay và hữu ích thì đừng quên tặng mình một like và một đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.